Và ta-da! Đi uống mà không có nhạc là không có cái gì chill được. Yeah, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là Amy và anh V-Ray đã có mặt ở đây để gửi cho mọi người một ca khúc mashup giữa What You Do For Love và Exes Hate Me, và mong mọi người cùng đón nhận nhé. You guys ready? Yes. Yeah. Let's do it. Anh xin được dùng bài nhạc này gửi những người yêu cũ rằng là nếu bây giờ em đang yên vui bên người yêu mới, anh cầu chúc em có những thứ không thể tìm thấy được từ nơi anh, và ngày anh nhận được thiệp đám cưới từ em nó sẽ tới nhanh. Chúc em có thật nhiều bữa sáng trên giường ngủ, chúc em luôn chọn được cho mình một lối đi khác trên đường cũ, chúc em có một gia đình nhỏ mang lại niềm vui cho em, và những đứa con có đôi mắt biết và nụ cười tươi như em. Yeah. Thật lòng đó, anh cảm thấy tự hào về em. Nhìn em xem, sự thành công biết bao người thèm. Em đã thoát khỏi những con quỷ anh vô tình sang sớt. Dù anh biết em không hề trách và em đã nói là tình nguyện mang bớt. Chúc em vui, chúc em có thật nhiều may mắn. Chúc cho tất cả những ván bài chỉ đến tay em đều là cây thắng. Và anh biết, những lời này đến từ anh là sự ngạc nhiên. Nhưng có người nói hạnh phúc là khi ta đổi hận thù để nhận bình yên. Thế nên là xin được dùng bài nhạc này gửi những người yêu cũ rằng là nếu em vẫn chưa thể yên ấm bên người yêu mới, anh cầu mong em sẽ tha thứ những điều ngược đãi mà anh đã làm, và có một người tình nguyện vì em mà làm những điều mà anh chả dám. Anh biết rằng anh đã hứa không để em nước mắt dâng tràn. Có lẽ tín dụng duy nhất anh có là khi nó nằm trong thẻ ngân hàng. So, anh ước một người nào đó khiến con tim em hân hoan, và họ sẽ mang được đến cho em những điều mà em luôn xứng đáng. Mong em khác không đem những vết thương này theo mãi sau. Anh xin lấy lại những câu nói khi cãi nhau. Em cần biết khi đau lòng thì anh mới buông lời ác. Thật buồn cười, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Right. Nhưng mà đó là bảo, right? Luôn làm lỗi và lấy lý do là không hoàn hảo, right? Khổng Tử nói là với trả thù luôn phải nào hai mồ chôn. Có lẽ vì thế gần đây anh có cảm giác mình không chỗ trốn. So, nếu ta quay về xưa ngày còn bên nhau thì sao? Thì chớ buông ra vài câu nói làm tim em thêm đau. Bước trên con đường này đã không còn anh chung lối, xóa đi thôi. Yeah. Nhẹ nhàng cuốn trôi. Anh nói anh say em rồi. Oh really? Anh nói anh thấy hey, em gái nhỏ ơi nhìn em đẹp đó. Chỉ cần bước đi ngang là anh khó thở như tim anh kẹt đó. Bóng hồng kia chưa có chủ hay là hàng hiếm nên chỉ được nhìn. Mà thằng bạn trai nào dại lại để em bước ra đường một mình. Em make up từ 7 giờ tối để ngồi lại quán quen. Bật chiếc đầm em chọn hơn cả tiếng để tôn được dáng em. Đập trên thầm cái gồng cáp xinh mà em đã suy nghĩ sáng đêm. Làm tất cả để thấy nơi đây em là người duy nhất đáng xem. Và em thành công rồi đó.
Vì em chỉ cần ngồi đó anh nhìn là siêu. Tên của anh là Bảo, thằng khỉ gió trên truyền hình là Điêu. Một câu hỏi baby, can you keep it real? Anh biết em làm mọi thứ để có tất cả, nhưng em sẽ làm gì vì tình yêu baby? Em gái nhỏ ơi em còn đó chăng? Dạo này anh muốn hiểu nhau qua lời nói với em thật khó khăn. Em vẫn ngỡ ở quán quen và điều đó lại làm anh lo lắng. Đôi môi em thì ngọt nhưng sao lời nói em trao lại cho đắng. Bạn trai cũ em nói rõ là em đã bỏ hẳn. Em ví mình chó với xương nhưng mà tình cảm đâu để cho chó ăn. Mấy thằng bạn anh nó cũng có ngăn, mà không hiểu sao yêu vô là ngáo, nên có thế nào thì anh cũng cố gắng. Mà dù có cố rồi cũng đến lúc em từ biệt yêu. Và ngày sau anh thấy em trong bộ váy mới nhìn thì kêu. Và dù là lòng này nhói nhưng vẫn phải nói là on the real. Đã sống qua hai thập kỷ làm gì còn người làm vì tình yêu baby. I heard you do it for the money, do it for the fame, do it for the honey, go and do it for the gram. What you do it for love? Cho Justin hỏi là hai bạn biết nhau từ đâu, cái lý do gì mà hai bạn lần đầu tiên quyết định kết hợp với nhau? Khi mà bài hát Exes Hate Me đang cần tìm giọng cho vocal nữ chính thì lúc đấy em còn chưa ra mắt đâu. Khi mà em gửi cái giọng hát của em cho bên anh V-Ray thì anh ấy đã ngay lập tức rất là phù hợp với bài hát này. Không ngờ rằng khi mà ra mắt nó trở thành một cú hit của bọn em. Khi mà bọn em hợp tác với nhau, bọn em cảm thấy là có một sự liên kết rất là chặt chẽ. Và kiểu khi mà hai anh em đứng ở trên sân khấu thì mọi người cũng rất là thích khi mà có sự xuất hiện của hai anh em. Có nghĩa là bọn em có một cái connection rất là chặt chẽ với nhau, từ âm nhạc, từ phong cách biểu diễn và cũng như là tính cách nữa. Could you stop calling each other hai anh em? Nghe bực bội lắm. Nghe bực bội luôn á. Đó là okay. Quá nhiều lời tán tụng cho các em lúc này. Nhưng mà điều đó cũng có nghĩa là các em sẽ dần cảm thấy nhớ cảm giác đó nếu những sáng tác sắp tới của các em không đạt được đến thành công tương tự. Vậy là áp lực sẽ tăng gấp đôi mà thôi, mà chị nghĩ rằng là với kiểu này sẽ... Em còn trẻ mà, đúng không? Yeah. Có cái đặc quyền để nói là tụi em còn trẻ cơ chị. Ok, out, xong, cut, okay. Out. Sân khấu của chị rồi đi về, xong. Nó nói câu đó là xong, xong. Cảm ơn các con đã đến với chương trình. Hãy bấm đăng ký để xem những chương trình mới nhất của Dustin On The Go.